Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon Wildlands. Mấy bữa nay chúng ta đã bỏ lỡ tại vì mình tập trung vào quay cái Mass Effect, thì hôm qua thì mình cũng đã hoàn thành xong cái Mass Effect Andromeda, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon, là cái game này khá là dài. Và chúng ta cái nhiệm vụ chúng ta lần này là đi giết một hàng DJ ha. Mình không rõ là phải giết cái gì không. Mình chưa thiên hết á thì sau khoảng thời gian mình nghĩ thì mình có up skill khá là nhiều, mình up tới skill cuối cùng luôn, Range Elite. Cái này là sẽ giúp cho bạn tăng cái độ chính xác khi mà bắn ở độ cự ly xa thêm 30%. Mình up khá là nhiều, bao gồm các VSC, Vehicle Destruction là phá hủy xe cộ. Bây giờ mình chỉ cần one hit là có thể là bắn bay một chiếc xe hoặc là một cái máy bay. Mình up full rồi, mình up thêm cái medal nữa thì hiện tại là mình đang đứng 100% là đam tăng rất là cao, bắn rất là kinh. Và nhưng mà mình bắn một súng ngắm, bắn một phát là gục luôn bất kỳ loại xe nào. Thì lát nếu được thì có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ sử dụng cho bạn coi thử như thế nào. Thì ngoài ra thì về drone, trong mấy ngày nay mình cũng chơi không nhiều, mình ráng cũng cày được một số thứ, thì mình cũng ráng unlock skill cuối của cái drone luôn. Skill cuối thì nằm medic thôi, những cái này cũng không cần thiết cho lắm, nhưng mà mình cứ unlock cho đầy đủ thôi. Thì cái quan trọng nhất là mình dùng cái mod area, tức là khi mà bạn spot địch đó, nó sẽ tăng độ chính xác hơn, kiểu như là nó sẽ tự động nó spot giùm cho bạn luôn, mặc dù bạn không thấy, mặc dù miễn là trong phạm vi là sẽ spot giùm luôn. Và hiện tại là đang 180% cộng thêm 100% nữa, thì mình nghĩ là chắc là 200% tại vì mình có dùng cái medal nữa. Và cooldown mình up cũng khá nhiều, còn mấy cái này thì chúng ta là thêm thôi, cũng không cần thiết cho lắm. Nó chỉ cần thiết một số trường hợp thôi. Cái này cũng vậy, mình cũng up skill cuối luôn rồi. Và frag grenade, diversion luôn. Cái này các bạn up thì nó unlock được cái cục kia để cho bạn chọn để dụ nó ra. Thì nó có 4 nấc, tại vì nó sẽ không cộng thêm cái kia cho bạn, nhưng mà nó sẽ cộng thêm cái lựu đạn cho bạn lên đến... Hiện tại là mình đang có 6 quả. Và mấy cái này thì các bạn mình cũng up chứ up nhiều, mình up cho đầy đủ cho nên lấy cái skill cuối thôi. Physical thì cái skill này khá là ok, tại vì nó sẽ hồi máu nhanh hơn cho bạn 20%. Skill này khá ngon. Và cái mà mình up đó là skill, để coi mấy một số skill này là do mình up để mình kiếm cái kia này, cũng không cần lắm. Mình thì cast shield cũng khá là nhiều. Mình up full stamina nữa để cho các bạn chạy bạn sẽ không biết mệt là gì nữa, infinite luôn. Ok, còn nói chung là những cái còn lại thì không cần thiết cho lắm, tại vì mình mấy cái này tùy cái thôi. Mấy cái này không nâng cũng không sao, mình chỉ nâng cái nào quan trọng trước. Còn trong suốt quá trình chơi còn lại thì nếu mà mình giết hết mấy đứa kia, mình nó cho mình bao nhiêu thì mình up luôn. Còn mấy cái này thì không cần thiết cho mình. Giờ mình nghĩ là bây giờ mình full set như thế này nó cũng đủ để đánh nguyên đám nó gục hết rồi. Với lần này thì mình sẽ mặc một cái set mới. Đây, mặc một cái set mới nhìn cũng khá là cụ te, giống quân đội nhưng mà chắc là quân đội chỗ khác, mình nghĩ là vậy. Mình mò trên mạng xem tụi nó phối đồ như thế nào cũng khá là đẹp, có vẻ khá giống một chiếc, nhưng mà nó mình thay đổi một chút xíu. Lần này mình sẽ cầm vector full mode luôn, full mode mode xuống nòng ngắm rồi này nọ full hết rồi, này mắt đạn luôn, nói chung là đủ xài. Thì có nhiều bạn nói là, có một bạn nói là sao mình không sử dụng cái cây MK14 này thử đi. Và mình có thử và mình nghĩ cây này nó khó, rất là khó đánh. Tại vì cây này hình như nó sử dụng full auto là bắn liên tục và bắn từng viên 3 viên, mà cây này bắn theo mình nghĩ là stray nó khá là phiền, tại vì stray khá là giật. Phải nói là rất là giật luôn á. Cái handling nó khá là thấp và mình nghĩ là mình không sẽ không xài cái cây này, nó không hợp chỉ tiêu của mình cho lắm. Cho nên mình sẽ tạm thời đẩy cái này qua một bên. Và sniper cây này mình sẽ dùng cây HTI, cây này có một cái trick khá là ngon về phá xe này nọ kiểu. Nếu như bạn nào chưa upgrade được mấy cái skill mà để phá hủy xe cổ á, thì các bạn nên sử dụng cái súng này. Một cái súng khá là, mình nghĩ là khá là ngon trong cái game này. Ok, thì còn lại thì mình chỉ dùng EMP thôi. Lần này mình chơi thì mình bật V-Sync. Sniper out there. That makes 5. Ui. I
got a target carrying submachine guns. Mà công nhận up cái skill này xong thấy nó cũng không khác gì bình thường. nó cũng không hiệu quả lắm. Nhưng mà được cái đó spot nhanh hơn. Spot hiệu quả ở chỗ là nó phát hiện địch cho bạn. Chứ không phải là cái việc mà nó tìm hay không. Chúng ta phải tới cái chỗ này thôi gì? Chúng ta đâu cần phải làm cái gì đâu hả? Hay là mình phải giết hết luôn? Nó mình quên là mình hết đạn mới ghê chứ. You're gonna get made. Hang back. Có đứa nghi ngờ rồi. Mong sao. Đừng kiểm tra cái chỗ này nè. Cho chắc ăn. Rồi mình vô không có địch. I got a target carrying submachine guns. Ồ này phòng tắm nhìn cũng đẹp phết á chứ. Mấy em đâu bị thấy à. Cái mình đang chơi là trên một cái patch mới nhất của Ghost Recon. Cái patch này khá là lỗi theo mình nghĩ là vậy. Hồi trước mình được FPS khá là cao, bây giờ mình chơi cũng khoảng tầm 80. Hồi đó mình lên tới 90 được, nhưng mà với mấy cái setting mà mình chỉnh tùy chỉnh theo phù hợp cá nhân mình. Tuy nhiên thì lần này thì ôi thì nó khá là tuột, cho nên mình để vi sinh luôn chơi cho nó tiện. Đây. Tango marked, but he's got a civilian nearby. Cây này, cái cây vector này xài cũng khá là ngon đấy chứ. Cá nhân thấy mình thấy là vậy, bắn khá là ổn. I'm getting a position. I need to get to a better position. Shit, I gotta find a good position. No target. Copy. No target. Say the word, boss. Lost visual on the target. Mà hồi lại chưa bắn á. Ready to engage. That's one down. Back it up, back it up. Ôi sao có còn thằng cuối này nó chưa giết nữa ta. Where are you going here? Scour up any kind of intel you can. Lấy thông tin này đi ra hả gì? Mình cứ tưởng là phải giết hết hay gì á. Ủa nó đứng chơi bên mình nó chưa spot được mình luôn. We got schematics of some kind. Right, so hold up. The lieutenant's trying to escape. Xong, ngon, quá đẹp. Chúng ta đã tới cái chỗ tiếp theo. Là lần này cái nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ đi tra khảo cái thằng đó. Nghe là vậy. Thằng này là bảo vệ cũ của thằng bảo vệ cũ của thằng DJ Berico. Cái thằng mà chúng ta cần phải giết. Sniper, top of the tower. Ồ, sao thằng này không ai canh á. Ồ, mình cứ tưởng là nó khó lắm. Không, chúng ta có thể làm này nhanh được. Tại vì mình nghĩ là không ai canh. I got eyes on Perico's former bodyguard. Let's talk to him. Giờ mình phải trả lời. DJ Perico's former bodyguard. Perico? Man, fuck that. Nói chuyện hơi bị lâu cho nên chúng ta buộc phải đảm bảo là không có thằng nào lại đây. Nếu mà thằng nào nó cũng dễ dương như thằng này. Thằng Perico giết giết con thú con chó của thằng này, mình nhớ là vậy thì đó. Đây ngồi smoke weed và làm cái gì đó đó. Ồ cái thằng này, nó kêu là nếu mà chúng ta mày muốn giúp tao á, tao sẽ trả thù cho con chó mày. Nói tao là John Wick. Ồ ồ. Cái gì vậy mới bộ? Cái gì vậy? After all that and all we got was a name as common as Marco Garcia. Ah, the activity will work their magic. Mình cứ tưởng khó lắm. Tránh đường với bố mày đi coi. Biết thế nào nó cũng nghi ngờ mà thôi kệ đi. Cái xe đó luôn mỗi mình chỉ cần đi ngang qua cái nó nghi ngờ này.
Thôi chứ tôi nghĩ mình nên đi bộ đi. Để chắc ăn. Chỗ này khá là nguy hiểm đó, nên chúng ta cứ quăng bàn đi vô. Ồ, chắc không... nhảy xuống đây chắc không sao đâu. Enter the radio without being detected. Ồ, cái này là nhiệm vụ stealth rồi. Buộc chúng ta phải stealth hết cỡ luôn. Nhưng sợ là không có đường vô thôi, chứ stealth cũng không khó. Ồ, nó có đèn. Cái này khá căng á. Cái đường nào đi đường vòng luôn ta. We got a Sicario near the turret. Mình nghĩ là mấy cái thằng này á, nó đứng ở trong nhà hết rồi. Cho nên chúng ta mình nghĩ là có thể đi xuyên qua mấy thằng này mà chúng ta không bị phát hiện. Ý là đi ngang qua tụi nó mà tụi nó không thấy á. Chỗ này mình lên được không ta? Mấy thằng kia chúng ta không cần phải quan tâm đâu. Stay out of sight. We're closing in on the radio station. Let's see if Perico's on the job. Chắc là kiểu như đó. Oh. I can't see squat. My drone's being jammed. Mém được phát hiện. Ủa sao nãy mình xử lý kịp thời á, chứ không bị phát hiện rồi. This place is empty. Maybe he ran. Không có ai đâu mà đi. Hoặc có thể tụi nó đi cũng tiêu rồi. Bowman, we're at the station. Tụi nó sẽ stream trên đây luôn. Ủa, có bạn DJ rồi ba màn hình luôn. Chúng ta không hack vào nó, chúng ta không có mã hóa được. Chúng có thể dò được tín hiệu của nó nếu như chúng ta hack antenna. Ok, chắc mình nghĩ không khó đâu. I'm getting some awful interference here. Not good. Might be a jammer in the area. You're gonna have to find and destroy that before you can scan Perico's antennas. We're on it. Drone jammer đúng không? Giờ chúng ta đi thôi. Để mình coi cái map mà nằm đâu. À, nó ngay đây luôn. Nó nằm đâu? Nó chỉ à đó, mình đi theo cái đường chứ mình không thấy nó, mà bây giờ nó chỉ ngược qua đây. Máy này chơi đúng liều luôn á. Đâu? Nó đâu đây? Mình chỉ biết nó đâu đây thôi chứ không biết nó đứng đâu. Neutralize the chamber. Chamber nằm đâu trời? Đó là do tại sao đi tìm nè. Hay là mình thả drone đi. Nếu mình quên cái vụ là... chúng ta phải tắt cái jam trước. Mà mình quên là nó đang jam mình đâu có coi drone được, trong khi mình đi tìm cái đồ jam đó. Chết rồi, chết rồi, mấy cái nhà này còn như là vậy. Nếu chúng ta đúng là gì vậy? Thì thường sẽ có một cái máy rất là bự. Có một cái trick nữa để đi tìm cái jam ở đó, các bạn mặc cái thermal vision đó. Jammer nó sẽ hiện màu đỏ lên, mình nghĩ rồi. Thế mình nhớ rồi. Nếu như bạn thấy nó, đồng thời là nó spot địch là một chuyện, nhưng mà nó sẽ nổi đỏ với cái gì mà liên quan tới sống lên. Như cái này đây. Đó, đúng rồi. Nó giấu kỹ vãi. Scan the rooftop antenna. Ok, chúng ta có thể làm scan được bằng cái con drone của chúng ta. Rồi mình chạy lên cho gần một tí rồi chúng ta sẽ scan. Chỗ này mình đứng cũng còn hơi xa, mặc dù là mình nâng mát cái độ xa đó mà nó đang lại gần một tí. Để cho ăn quá à. Mình giết sạch cái khu này luôn rồi. Dòng watchdog ha.
Ồ, giống như hack vậy, làm nhiễu sóng á kiểu. Ngon. DJ Perico, the parrot. His dream of life was to be a mixtape DJ, which essentially means singing over someone else's song and then charging people for it. DJ Perico! Fortunately for the music industry, life got away. Corner boy at age 13, crack charge at 14, attempted murder at 15. Rather than do a bid in a gladiator academy, he fled to Mexico. He had a cousin in Santa Blanca, got a job as a sicario, a hitman. However, if Santa Blanca had run his sheet, they'd have seen he'd only attempted murder. Another way of saying he was a fuck-up. Like he missed two guys in the front seat of a Wrangler. I mean, how hard is that? It was only a matter of time before he annoyed the shit out of every single member of the cartel and got his corpse thrown back across the border. Except, El Sueño took a liking to him. Perico amused him. He can't shoot a gun, but he can shoot his mouth off. So... Good morning, Bolivia! That's when you found a role for him. Pirate radio, propaganda. Spread the good word about the coming of Santa Blanca. It's a beautiful day for cocaine. But hey, what day isn't? A special shout out to my boys in Fukara province, building El Sueño's final finca. But let's not be in too big a hurry, okay, boys? DJ Perico is El Sueño's pet. Let's give him something new to parrot. Nó cái chỗ thằng này nhìn y như cái lâu đài á. Cái gì nào phết. Hai thằng đứng trên đó, chúng ta chỉ cần xác định được vị trí của thằng này thôi. Nghĩa là mình sẽ cho qua mấy cái thằng bên ngoài đi đã. Tại vì chúng ta không cần giết nó để vô trong đâu. Một cái đường nó khá là khó vô. Nhưng mà đi bộ kiểu này chắc đâu không thấy đâu. Làm gì đứng tú trên kia ghê vậy? Nó túc. Không hẳn là túc trên kia nhưng mà ồ mấy công nhận nó xa thiệt. Mấy cho để con đường lên coi. Giờ đi hướng nào nữa trời. Nó nhìn như mấy cái đấu trường La Mã vậy ha. Rồi mình sẽ đi lên ta. Narco with a damn minigun near the fuel drum. Check your targets. We got civilians in the area. Cái đó dân thường chúng ta không cần phải giết. Chúng ta sẽ bỏ lơ họ qua thôi. Sicario sporting a minigun. Mình biết mình đi đúng hướng chưa nữa. Để coi. Xong spot đi ông nội. Nó làm gì ta? Hình như nó chưa thấy mình đâu. Thôi bỏ đi. Hình như mình phải đi cái hướng này lên thì phải. Chứ cái hướng kia không biết có lên được không nữa. À đây có bậc thềm đây. À, có vẻ xa xôi đó. Nhìn như mấy cái chùa chiền vậy. Nó làm gì trên đây ghê vậy? Okay, DJ Perico làm DJ mà làm gì ảo vậy? Mấy DJ giống như làm như là thánh đường vậy mà. Ủa giờ điều nào đó ta? Mình nghĩ là phải vô cái... mấy người phát hiện. Ủa có cái súng ở đây nữa, nhưng mà thôi cởi đi. Cái này, ủa này vô được không? Không. Mình cứ tưởng cái hầm hay gì đó. Nhưng mà chỗ này chắc mình nghĩ là nên coi trôn trước khi vô đi. Nó bỏ đi rồi, nó bỏ đi rồi, không nghi ngờ nữa. Mình chỉ muốn đảm bảo thôi. Nhưng mà nếu nó không nghi ngờ nữa thì thôi. Mình có thể lướt qua.
Liều vãi. Anda un compa por acá. Tangos are marked. What's the word? Đó, sẽ xử cho ông ba, sẽ chết người ba này. Đó, lên em, thất hồn. We got a mounted weapon. I got another. That's five. Má này thấy quái lạ, thằng kia không chết. Mà mình cứ sợ là nãy nó không chết cái là mình biểu hiện. Nhưng không có góc bắn là thì... I got a Sicario with a minigun, right by the mortar. Cái góc còn này bắn tụng quá ta. À đây cái đầu đó này. Đúng rồi, quá đẹp. Có súng ngay đây nữa nè. Vô lấy luôn cho rồi. Check it out, weapons case. Cái gì đây, súng gì đây? I've been wanting one of these. Stoner. Cũng không đến nơi nào. Nhưng mà mình thì mình không xài mấy cái này đâu. We got a mounted weapon. I think they found their pal. Chết mẹ, hình như còn hàng sniper nữa. Open fire. Anh biết mà. Anh biết mày lắm mà. Clear. Má sao cái vụ này bắt đầu có bị dài ra đó. Tại cái đường lên nó càng lúc nó càng khó. Ủa sao tự nhiên này chấp chấp vậy ta. Thằng này nó phát hiện mình đứng tuốt thằng này mà thằng này nó phát hiện ta. Má, mình đi kỹ lắm rồi đó. Giờ vô được rồi nè. Vô được rồi nè. À. Nhưng mà dù sao cũng phải lên trên nè, chứ không đi không nghe vậy. Căng đó. Căng đó, căng đó bạn. Tangles are marked. Standing by. Còn hàng nữa rồi. Rồi à. Nó mấy thằng bồ mình nó giống như là hack game vậy. Đứng kiểu quái gì nó cũng spot được. Ồ nó bắn được luôn cái chân chứ. Má công nhận đường vô cái chỗ quái này không cũng hay mệt mỏi rồi đó. Má nhìn như mấy cái thờ đền thờ của Hy Lạp cổ đại á. Nếu mà làm DJ mà làm được như thằng này, mình làm cái chỗ như thế này mình cũng muốn làm. This one could eat those for breakfast and not even notice when it shit them out. Ok, vẫn chưa biết mình đang tới chỗ nó đi. DJ Burrito, Perico. Anh đâu rồi? There's the antenna. Perico's gotta be close. Remember people, we need him alive. Ok, on alert thì cũng bình thường thôi. Tao đã quá quen với việc đó rồi. Rồi, còn thằng ở đâu rồi? Mày đâu, mày ra luôn đi. Còn thằng ở đâu ta? À đây, má nắp kỹ vô rồi. Một bé sniper tốt đằng kia. Ờ, xử ba thằng này đi ha. Bad guys are marked, waiting on you, boss. Waiting on you, boss. Eyes on the target. I've got the target. Ready to engage. I'm shooting these fuckers. Tango down. Có một sniper, mình xử nó luôn. Ồ má. Bắn gì mà hụt trời. Hết hết cả hồn. Chopper inbound. Còn hàng đang tới đây nè. Target's marked. Good to go. Như còn hàng nữa. Target acquired. Đâu rồi, mày đâu, để tao còn xử nốt luôn. Thằng này cũng sâu rồi, xử luôn đi. That tango's down. Ooh. We're cool, we're cool.
Chúng tôi cũng chưa bị phát hiện. Anh em ơi, sống lên. Thằng kia tốt hơn kia rồi, kìa mẹ đi. Interrogate thấy gì? Eyes on Perico. Hands off! Don't fuck with me! I'm famous! Mày famous thì cũng như không thôi con. Giờ nó cầm xuống cái chỉ mặt mày rồi con. Mày nên cho tao biết cái gì tao cần biết. Tất nhiên rồi. Mày muốn livestream không? Chúng ta đang đứng trước cái máy quay luôn nè. All right, man. Just you didn't get it from me, okay? When prompted for a username, type in BIDIBOM, biddy bomb. Then enter the numbers generated on this token. Savor this moment, Perico. This is the day you almost died. This is the day I spared you. Okay. See, I know you can just change this encryption key, but in exchange for not killing you, you are gonna keep broadcasting, and you are gonna wait to change that password until my associate Pacatari makes his broadcast. You got it? Mày nghe chứ mày? Đó, chúng ta làm việc quá ngầu, quá là là badass key, but I'm not sure we're up for hacking the signal. I know you're not techies. The rebels gave the location of one of their comms. Đó đẹp ha. You have to break him out of a Santa Blanca jail, but we need his expertise. They can't spare a comms guy who isn't locked up, and neither can I. Chúng ta phải tiêu hủy cái đàn hộ tống này nè. Cũng khá là gần rồi, 300 mấy mét, chúng ta có thể đi bộ được. Lỡ đi, đi luôn rồi. Yeah, let's get after it. Má, chưa khăn gì ghê vậy. Nhưng mà bây giờ mình có thể xử với thằng trong vòng một nốt nhạc khá là dễ. The show the convoy hả? Mình nghĩ là mình nên đổi súng. Coi kiếm cho mình sẽ sử dụng cái cây AUG để có cái ok. Nên mình đổi súng nè. Để mình sẽ xài cái này tại vì nó có mình gắn sẵn cái gì ta? Cái grenade launcher ở dưới á, bắn nhanh hơn nhiều. Đó, vậy đi cho nhanh. Rồi cho nên mình lên lại nha. Frag out. Là luôn anh em. Fucking hell. Mình chỉ sợ là nó lắc hồi nó chạy thôi, giống gì á. Mình chỉ sợ là nó chạy đi thôi. Xong nhiệm vụ luôn. Quá, mình làm liều hay thiệt. Tại vì mấy cái xe này mình sợ tụi nó leo lên xong tụi nó chạy mất tiêu luôn. Hay là mình xử lệ quá. Cái pha cuối bắn một phát là mình nghĩ cái xe bắn thôi, mình kêu tôi xe màu trắng nhưng mà bắn mình không có CG. Do nên mình thấy cái xe màu đỏ đằng sau nữa, quất phát dính luôn. Quá đẹp. Giờ chúng ta chỉ cần đợi cứu là xong, nhiệm vụ cuối luôn hả? DJ bị ồ không. Còn cái này nữa. Ok, ngon. Tới luôn anh em ơi. Anh em ơi, tới cứu tôi với. Tôi gục rồi. Anh em ơi. Anh em ơi. Trời ơi. Tên niên nào lại teleport? Chưa mới nói. Teleport lại. Quá đã. Cái đập không nữa. Cái đàm cho tiếng Anh đó. Nghe như vậy. Tại cái chỗ này mình không phải chuyên gia cho nên I'm spotting another tango. Mark it a captain. They're gonna see you. Hold up. Tangos are marked. What's the word? Đó, đây. Đơn sở chưa? Target acquired. Standing by. Roger. Target acquired. Target lost. Nó tụi bay phế vậy. Rốt cuộc anh mày cũng phải làm hết mọi chuyện. Ôi giờ sniper hai thằng đứng một lúc luôn. Má ba viên đạn đủ không ta? Để nạp đạn lại thôi. Má mình bắn một phát cái này nó rớt xuống dưới được luôn. Got eyes on a mounted weapon. Bắn kiểu này cho chắc ăn. Say the word, boss. Ngon.
Ủa nó bắn từ cái hướng trên trời đó xuống. Mình thấy rõ ràng cái thằng kế bên, cái thằng mình vừa mới bắn á. Nó bắn từ trên trời xuống kiểu như what the. Không hiểu. Mày này giống như thánh rồi. Bắn kiểu quá gì bắn cũng được. Không mà chỗ này đẹp phết đó chứ. The Rebel Engineer. Ở cái chỗ này mình cũng chưa có đi tới nha. Ý là mình đã lock toàn map luôn rồi nhưng mà mình chưa đi tới cái chỗ này để mình check hay gì đó. Thường là mình bay qua không cái chỗ này giờ mình mới thấy luôn á, có cái đập như đây. Nó thở thì đúng lắm luôn nhưng mà chạy thì vẫn chạy, vẫn cho bò như thường. Chị ấy vẫn rất là cho bò. Narco with a damn minigun near the container. The drone is up. Còn một bay luôn. Another tango. A baby makes three. Whoa, fucking guy's got an 80. Here's target number 5. I got a target carrying 7. Làm gì tính nhảy cầu à? Ở cái cầu đó cũng vui lắm á. Muốn thử không? Extract là không bị giết hả? Holy shit. Mình ghét mấy cái nhiệm vụ mà extract cái kiểu á. We got some light panels here. Copy. Target marked. Dưới màn lắc nhắc lẹ tẻ chứ ghê. Target set, ready to assault. Target acquired. Lost my target. Target acquired. Standing by. Thằng này cứ đứng đây thôi mà nó cũng không có được ta. Ngu phết. Mẹ nó đứng ở đây là ba. Say the word, boss. That guy's history. Ngon. Ủa giờ đứng 1, 2, 3, 4, 5, 5 thằng. Mình nghĩ là mình sẽ cho nó tụi nó xử tiếp. Cái thằng này để mình tiến lại gần cái nè. Gần hơn cho chắc ăn. Eyes on the prisoner's location. This is a lot of trouble for a rebel comms guy. Chalk it up as a favor to the rebels. Có cái nhiệm vụ này hay á. Một lần nãy là cũng tới cái chỗ kia nó cũng đã ảo lắm rồi. Ok, chúng ta tập tiếp nè. Bad guys are marked, waiting on you, boss. Target marked. Eyes on the target. Ready to engage. Hold up, they're gonna see you. Got tankos. Looks like they're gonna move. Ooh. Shit, take cover. What up, what up? I didn't know they had a dam. Làm gì nó treo người ghê đi. Seems like okay. Ooh, ghê vậy. You're next. About agriculture in Bolivia. Không, tụi bay next thì đúng hơn á. Mutual friend Pacatari sent us. Está bueno. Let's go. Let's go, man. Chúng tôi ra khỏi chỗ này thôi, trước thì tụi nó kéo quân tiếp viện tới nếu có. Chỗ này có cái dự thăng nè. Hên như tụi bay là tao đứng đây đó. Nhưng mà đừng có bắn ai nha bạn. Mình ghét trước là cái game này ở chỗ là mình giải cứu mấy thằng này ra khỏi đó ra. Cầm AK lên bắn, mình đang snail hết cỡ luôn. Và nó cầm AK ra bắn như đúng rồi, hay lắm con trai. Có skill boy nữa kìa, mình coi skill boy nhiều gì. Ồ, cộng 3 cũng nhiều phết đấy chứ. Đi lấy trước khi extract đi. Cũng gần mà. Đi bộ xuống cái thôi. I got one of those cartel medals here. Some Sicario is gonna miss this. I think Santa Blanca gives skill boy cộng 3 luôn, nhiều phết. Anh em ơi, lên đây nè. Tụi bay chịu khó, tụi bay giải cứu lẫn nhau đi, giờ tôi phải đi rồi. Còn cái lồng chưa mở ra nữa nè. Lên đây. Cho ổng lên trước đi, tụi bay giành làm cái gì. Ừ, đó. Vậy hay không? Chỉ sợ khu này có súng phòng không thôi. Mình ghé nhíu mới làm cái nhiệm vụ mà lái này cho nhanh á. Mà lát hồi có súng phòng không thấy mẹ luôn. You have some technical expertise that's pertinent to our current. Cho nên mình sẽ bay thấp thấp tí cho đảm bảo là xuống còn không có ông thấy. Mà là không có chuyện gì xảy ra, ví dụ gì. I keep telling her, hey, he's the enemy, caray. She's like, but he's so funny. He's so funny. He's so funny. Hắn là funny. Ok. Tới nè mấy đứa. Quá đẹp, quá đẹp. Nó cái pha nãy làm đúng đẹp luôn. Ê, Ê! Nè! Mình đậu nghệ thuật phải. Coi như là cũng có cố gắng đi. Ừ. Cũng có cố gắng. Kumpa, thank you again.
This broadcast could be a greater victory than any of us realize. Or it could change nothing. Carajo, don't worry. I will get it done, and then we shall see. Adiós, pues. Stay tuned to Santa Blanca Radio. If all goes to plan, you'll hear Pacatari's speech before you know it. Hooah. We're hearing Pacatari's broadcast all over the country. Ooh. DJ Perico is already a fool, but now Sueño looks like one too. How do you measure the reactions we get anyway? When they're not busy taking selfies, my social media team monitors online trends. Hashtag DJ Perico is already getting the funniest gifts. Bowman. Forgive me, Padre, for I have sinned. Speak the secrets of your soul, my son. Padre, I have lost the love of the people. I thought it was enough that they feared me. I was wrong. Me equivoqué. To win, I needed their love. Why don't they love you, hijo? Because you have not made them love you. You must hold charity events. Gracias, patrón. Mother's Day and the Day of the Children. You must provide hospitals, schools, everything the people need. Es tu gente. Because the Bible tells us, by his works shall you know him. Ok, và các bạn, mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và hẹn các bạn trong những tập tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Và các bạn sẽ hoàn thành sớm trong những ngày tiếp theo để có thể chơi được game mới vào ngày 4 tháng 4 sắp tới. Mọi thông tin mình sẽ cập nhật trên Facebook của mình. Và có thể nếu được thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ game này luôn, giống như Mass Effect vậy đó. Ok, và hẹn là bạn trong những tập tiếp theo của Mass, viết quen miệng luôn, Ghost Recon Wildlands. Ok, bye bye.